Và sau đây là những phần tin Việt Nam thưa quý vị. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã lên tiếng phản đối quyết liệt về việc Trung Quốc khai triển tàu khảo sát Hai Giang 26 trong vùng biển thuộc về chính quyền chủ quyền của Việt Nam, cụ thể là ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý ở trong chiến lược phản ứng của Việt Nam đối với những hoạt động xâm phạm từ phía Trung Quốc. Các chuyên gia quốc tế và theo dõi vấn đề Biển Đông đã lưu ý rằng Trung Quốc thường sử dụng hệ thống định vị AIS để công khai hoạt động của các tàu khảo sát. Tuy nhiên, lần này tàu Haiyang 26 đã tắt AIS gây ra khó khăn cho việc giám sát từ quốc tế. Việc này đặt ra câu hỏi về mục đích thật sự của các hoạt động này và tăng cường sự căng thẳng ở trong khu vực. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo và tăng cường quân sự ở tại bãi cỏ mây và bãi Scarborough đã gia tăng áp lực lên Việt Nam. Việt Nam được ghi nhận đã nhanh chóng bồi đắp các đảo nhân tạo như là bãi thuyền trài từ năm ngoái. Những hành động này được xem như là phản ứng của Việt Nam trước sự quấy rối từ Trung Quốc kể từ năm 2021, đặc biệt là xung quanh bãi tư chính. Trong bối cảnh này, câu hỏi liệu Việt Nam có cần hỗ trợ quốc tế để đối phó với Trung Quốc cũng đã được đặt ra. Tiến sĩ Nagao Satoru cho rằng Việt Nam không chắc chắn về khả năng hỗ trợ từ Mỹ, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan, tập trung nhiều nguồn lực cho Ukraine và Israel. Ông cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ Mỹ-Việt hiện nay không có ổn định và Việt Nam đang phải dựa vào nỗ lực tự bảo vệ và hợp tác với các nước láng giềng để tạo áp lực lên Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 6 năm nay, Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm đã bày tỏ với đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam là Hùng Ba rằng cả hai bên cần phải duy trì sự kiểm soát, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trong giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thủy điện xã nước nhiều du khách bị cuốn trôi tại Hòa Bình. Nhà máy thủy điện suối Mu, Hòa Bình vừa gây ra tai nạn nghiêm trọng khi xã nước mà người dân và du khách không nghe được thông báo đầy đủ. Theo đó, nước lũ từ nhà máy này đã đổ xuống khiến 5 du khách đang tắm tại xã Tự Do bị cuốn trôi. May mắn là chủ một homestay và những người dân khác đã kịp thời cứu sống hai người trong số đó. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn, nhà máy thủy điện suối Mù đã thông báo xả nước nhưng loa cảnh báo đặt ở đỉnh suối, cách khu vực tắm khoảng 2 km, không thể nghe thấy. Điều này khiến người dân và du khách bất ngờ và hoảng loạn, tưởng rằng là lũ lụt tự nhiên. Giám đốc công ty cổ phần thủy điện suối Mù, ông Nguyễn Đức Tân cho biết, đã có biện pháp cảnh báo nhưng do lịch kiểm định thiết bị kéo dài, buộc họ phải mở cửa xả đáy sớm hơn dự tính. Ông Tân đã đề nghị lắp đặt thêm loa cảnh báo tại Hạ Du, gần khu vực sinh sống của người dân để bảo đảm an toàn cho mọi người trong tương lai. Sau sự việc, lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã yêu cầu nhà máy thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Việc lắp đặt hệ thống loa cảnh báo mới sẽ được hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 để giảm thiểu nguy cơ tương tự xảy ra trong tương lai một số nhà sư bị giải tán trên đường tới Gia Lai để tìm thư xích minh tuệ. Mạng xã hội hôm nay đã lan truyền video cho thấy có hơn một chục nhà sư và khất sĩ đã bị giải tán khi đang trên đường đến Gia Lai để tìm sư thích minh tuệ. Người được ghi nhận là đã mất tích lần thứ hai sau khi xuất hiện ở tại quê nhà Gia Lai. Các nhóm này gồm có sư Minh Tử, Minh Thông, Nhuận Hội và nhiều hành giả khác đã bị biện pháp nghiệp vụ của chính quyền ngăn chặn khi mà đang trên đường từ tỉnh Khon Tum về Gia Lai đoạn clip ghi lại cảnh năm nhà sư bị mời lên xe và sau đó mất tích. Cùng với một nhóm khác gồm có 7 hành giả ở tại Darkley, Contum, cũng không thấy mặt từ khi được nhắc đến ở trên mạng xã hội. Các mảnh áo và dấu hiệu bất thường ở tại hiện trường, nơi họ dừng chân đã khiến cho người dân nghi ngờ về sự cưỡng bức họ rời đi. Facebooker Bill Hoàng Phương, người thường cập nhật về diễn biến của sư Minh Tuệ, cho biết là bốn nhà sư ngủ ở Darkley, thức dậy thấy mình ở bến xe Buôn Ma Thuột. Hiện nay vẫn chưa rõ số lượng và số phận chính xác của những nhà sư và khách sĩ bị giải tán và họ đã bị đưa đi về đâu vẫn còn là một ẩn số. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói sẽ đầu tư vào VinFast cho đến khi không còn đồng nào. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người sở hữu tài sản ước tính 5,3 tỷ Mỹ Kim, cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào VinFast cho đến khi công ty này thành công, bất chấp những thử thách hiện tại. VinFast sau khi chỉ mới sản xuất xe điện từ 5 năm trước, đang phải đương đầu với sự cạnh tranh gây gắt từ Tesla, Hyundai và các hãng xe Trung Quốc. Thập Bloomberg, cổ phiếu VinFast mới được niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ vào tháng 8, đã có mức tăng trưởng lên đến 700% trong hai tuần đầu tiên, nhưng sau đó giảm mạnh xuống còn 5%. Hiện chỉ khoảng 2% cổ phiếu VinFast được giao dịch công khai và giá cổ phiếu dễ thay đổi. Mặc dù những khó khăn này, ông Vượng cho biết ông không quan tâm đến giá cổ phiếu hiện tại và không có kế hoạch gấp gáp để phát hành thêm cổ phiếu. VinFast đã bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ với doanh số bán hàng thấp hơn kỳ vọng giao được 9.689 xe trong 3 tháng đầu năm nay, một con số thấp so với mục tiêu 100.000 xe mà họ đặt ra cho cả năm. Mặc dù gặp phải đánh giá không tích cực từ chuyên gia xe Mỹ và các vụ kiện pháp lý, VinFast vẫn tiếp tục mở rộng. Họ đang xây dựng nhà máy pin và lắp ráp xe ở Mỹ, Ấn Độ và có kế hoạch tại Indonesia. Vingroup, công ty mẹ của VinFast, đã đầu tư khoảng 12,9 tỷ Mỹ Kim theo dự án này. Trả lời phỏng vấn, ông Vượng tỏ ra lạc quan và tự tin rằng VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn và có thể tự đứng trên đôi chân của mình trong tương lai. Việt Nam sẽ tăng thuế rượu bia lên đến là 100% vào năm 2030. Việt Nam sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia lên là 100% vào năm 2030 theo dự thảo mới từ Bộ Tài chính. Hiệp hội bia rượu cũng như là nước giải khát của Việt Nam lo ngại rằng hành động này có thể gây tổn hại thêm cho ngành thức uống Dự thảo cũng đề nghị tăng thuế lên 70% cho đến 80% vào năm 2026 và 90% cho đến 100% vào năm 2030 đối với bia và rượu mạnh so với mức là 65% như hiện nay. Về việc áp dụng các biện pháp này để nhằm hạn chế tiêu thụ các sản phẩm có hại như là bia rượu, đồ uống có cồn và thuốc lá. Theo Bộ Tài chính, rượu bia được xem như là yếu tố gây bệnh và tử vong thứ hai ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế cho biết Dự thảo cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh thuế phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của chính phủ và cam kết quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo các báo cáo, thị trường bia Việt Nam với sự thống trị của các thương hiệu như là Heineken, Carlsberg, Sabeco và Habico ghi nhận có sự suy giảm trong việc tiêu thụ Sabeco và Heineken dẫn đầu thị trường với tỷ lệ là 34.4% và 37.6% thị phần mỗi năm, cũng chứng kiến đến sự giảm mạnh về doanh số bán hàng trong năm qua. Các nhà sản xuất đã bắt đầu phản ứng với đề nghị mới khi cổ phiếu của Sabeco giảm đến 3.66% sau khi thông tin về tăng thuế được công bố. Việt Nam là quốc gia đứng đầu khu vực Asian, đứng thứ ba châu Á chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản về mức tiêu thụ bia với mức là 3.8 triệu lít mỗi năm, chiếm 2.2% thị trường của thế giới vào năm 2022. Đây là theo một báo cáo của Vietdata. Việt Nam là quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN, đứng hàng thứ ba châu Á chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản về mức tiêu thụ bia với mức 3.8 triệu lít mỗi năm, chiếm khoảng 2.2 thị trường thế giới của năm 2022.